Thưa cha, con mới về. Sao bữa nay cha về nhà sớm Bữa nay hên quá con, có đoàn phim tới cho bán quay phim, họ bao hủ tiếu, họ bao cơm tấm, bao hàng chè luôn, hết hàng về sớm. à? Cha có biết chuyện bác giáo cứ hay tưởng tượng là con gái bác ấy còn sống rồi nói chuyện điện thoại một mình không cha? Những người thân thiết của bác ấy đều biết hết chuyện này. Nhưng mà tại sao mọi người không khuyên bác ấy hay là đưa bác ấy đến bác sĩ để tư vấn? Lúc đầu khi mới phát hiện mọi người lo lắm, cho nên tìm cách là đưa bác ấy đi bác sĩ. Bác sĩ xác định rằng bác ấy vẫn bình thường. Một thời gian sau thì mọi người vẫn thấy bác ấy sống khỏe mạnh và vui vẻ, cho nên để về luôn. Không mà sao con biết chuyện này vậy? Dạ, tại bữa nay con hiểu lầm bạn con gái bác giáo là con gái của bác ấy. Thật ra thì mỗi người có cách riêng để đối mặt với nỗi đau của mình. Bác giáo vẫn giữ thói quen là nói chuyện điện thoại với con gái. Không phải là bác chưa chấp nhận sự ra đi của con mình, mà đối với bác ấy, con gái mình chỉ ra đi một nơi nào khác, chứ không phải là vĩnh viễn mất đi. Con hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Thôi, vô thay đồ rồi đi ăn cơm. Cha ơi, nếu có một ngày con rời xa cha, thì cha đừng giữ mãi nỗi buồn đó bên mình. Hãy để nó trôi đi và sống thật vui vẻ nha cha. Con đi đâu mà lâu quá vậy? Dạ, con đi tìm chỗ bán nước mà không thấy, nên con mới đi lòng vòng tìm. Mẹ à, hay là mình về nhà rồi làm sinh tố uống nha. Về nhà đi con, mẹ làm cho con uống ha. Đi đi con. Mời vào. Em chào thầy. Ông Tâm hiện nay đang qua lại một cô gái tên Tiên 24 tuổi. Cô này từng đã làm một nhà hàng mà ông Tâm với bạn thường hay lui tới. Và tôi còn điều tra được, ông Tâm đang tìm mướn mặt bằng để mở nhà hàng cho cô này làm chủ. Mình nói chuyện với nhau một chút được không? Em còn nhiều việc phải làm lắm. Anh muốn nói chuyện với em, không làm mất nhiều thời gian của em đâu. Giờ chúng ta không còn gì để nói nữa. Thank you.
Dạ, em chào thầy. Em không sao chứ? Dạ, em không sao. Thầy không sao chứ? Nhìn tôi giống có sao lắm mà. Có một câu nói rất đúng, tin không hay thường đồn rất xa. Chuyện nam nữ chia tay là chuyện bình thường thôi mà, có cần phải chuyện tin nhanh như vậy không? Thầy với chị Hân chia tay rồi sao? Vậy dạ, em muốn hỏi chuyện sáng nay thầy đi xe làm sao mà đụng vô bà bán chè làm đổ hết chè của người ta ra đường vậy? Không phải tôi đi xe làm sao, mà bà ta qua đường sai. Giống như là... Bà thôi đi. Nói chung hôm nay là một ngày xui xẻo. Nếu thầy muốn kể thì em sẵn sàng lắng nghe. Và em hứa với thầy là em sẽ quên sạch khi bước ra khỏi chỗ này. Cô ấy muốn tôi phải phấn đấu trong sự nghiệp bằng một cách khác, thay vì cứ phải chúa ngủ vào bệnh tật của bệnh nhân. Nếu hai người thật sự thương nhau thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà thầy. Đó là khi quan điểm sống của họ không quá khác nhau. Vậy thầy tính buông tay sao? Không phải vậy. Sẽ cố gắng hết sức, nhưng vẫn còn tùy duyên thôi. Còn em? Dạ. Thường thì người ta chỉ chán ăn khi có chuyện buồn thôi. Tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe và sẽ quên hết mọi chuyện khi bước chân ra khỏi đây. Hy vọng là như vậy. Bởi cũng đâu có hay ho gì khi kể về chuyện cha mình đã có người phụ nữ khác đâu. Em đã tìm hiểu kỹ chưa? Vậy em đã nói chuyện với bác ấy chưa? Ngày mai tôi sẽ cho em nghỉ 2 tiếng. Chuyện gì thì cũng có thể buông tay, nhưng còn gia đình thì tuyệt đối không. Alo, tôi nghe. Ông đã đi gặp bác sĩ lấy kết quả kiểm tra cho con chưa? Chứ không phải bà đi với nó sao? Đâu có, con nó nói là có ông đưa đi rồi mà, không cần tôi phải đưa nó đi mà. Được rồi, bà cúp máy đi, để tôi gọi điện thoại cho nó. Ủa, con về đó hả? Con đi đâu vậy? Con đi chợ với dì Quỳnh nè. Sao con nói là con với mẹ con đi lấy kết quả, trong khi không phải là vậy? Con xin lỗi cha, con không muốn làm cha mẹ lo lắng. Tại vì con thấy sức khỏe của con á đã khá hơn trước rất là nhiều, cho nên con muốn tự chủ động làm mọi chuyện. Chứ con không muốn là cha mẹ phải vất vả, lúc nào cũng kè kè con như trước nữa. Vậy con đã có kết quả chưa? Dạ, con đã lấy kết quả rồi. Thầy Minh nói kết quả kiểm tra cho thấy căn bệnh của con được khống chế, sức khỏe đang hồi phục rất là tốt. Vậy thì tốt quá rồi, quá tốt rồi. Vậy phải ăn mừng mới được. Tối nay trà đãi.
Đúng là ăn mừng. Mà lần này thì để con mời nha. Con muốn tự tay nấu cho cha với dì một bữa. Để dì phụ con ha. Con muốn tự tay mình làm mà. Để coi xà lách trứng, trứng ốp la, trứng ốp lết, canh trứng. Không biết ngon hay không á, cho thấy lạ đó nha. Con không biết đâu, cho dù có ra sao đi nữa thì cha với dì cũng phải ăn hết những đồ ăn trên bàn nha. Sao bữa ăn này chắc cả năm mới dám ăn trứng bạn. Nếu mà ăn vậy cha phải ráng ăn nhiều nhiều chút nha. Đã vậy á thì anh ăn luôn phần của em. Sao kỳ vậy? Ông về rồi đó hả? Sao bà chưa ngủ vậy? Tại tôi thấy trễ quá mà ông chưa về cho nên tôi không có yên tâm. Mới 12 giờ mà trễ với sớm cái gì? Thôi vô rót cho tôi ly trà đóng đi. Dạ được. Trà của ông đây. Bà ngồi nói chuyện với tôi chút đi. Sức khỏe Thiên Ngân dạo này thế nào? Cảm ơn ông. Sức khỏe con nhỏ bây giờ đã khá lên nhiều. Bệnh tình đang hồi phục khá tốt. Được vậy thì tốt rồi. Bà cũng nhẹ được phần nào. Bà nè, tôi có chuyện muốn bàn với bà. Chuyện gì vậy ông? Tôi suy nghĩ rồi. Tôi muốn hồi hương. Nếu con Dung nhất định không đi nữa, bà cũng không thể xa rời con Ân được. Vậy thì tôi với bà về đây sống hẳn đi. Già rồi, sống gần con cháu cũng tốt hơn mà. Ông muốn gì thật sao? Nhưng muốn như vậy thì mình cũng phải lần lần chuyển công việc làm ăn bên đó về bên đây từ ngay bây giờ. Tôi tính vậy nè, trước mắt mình bán bớt một tiệm ăn ở bên đó, chuyển tiền về đây để làm ăn một thời gian. Nếu mà ổn thì mình sẽ bán luôn tiệm còn lại. Bà thấy sao? Ý ông sao thì tôi nghe theo vậy. Vậy tôi làm thủ tục rồi tôi đưa bà ký nha. Ông về lại bên Mỹ hả? Không, tôi nhờ luật sư chuyển hồ sơ qua. Lâu lắm rồi mới được con gái hẹn cha đi uống cà phê. Chắc bữa nay trời mưa lớn lắm đó. Cô gái đã tinh tiên, 24 tuổi. Con nói có đúng không cha? Đó là chuyện riêng của cha. Con đừng có mà trứng mà đòi khô hơn vịt. Cha đừng có làm chuyện có lỗi với gì nữa được không? Cha dừng lại đi. Có lỗi à? Bà ta ăn chả thì cha ăn nem thôi. Phải làm sao thì cha mới hiểu là giữa dì với chú Bình nó không có chuyện gì hết. Thì con kêu dì con đừng qua lại với bên đó nữa. Về lại bên cha đi.
Dạ, con không muốn gia đình mình đổ vỡ đâu. Bây giờ nó cũng có còn nguyên vẹn đâu. Con đi đằng con, vợ đi đằng vợ. Cha. Thôi đủ rồi, câu chuyện này chấm dứt ở đây đi. Cha. Điều kiện cha đã đưa ra rồi đó. Nếu làm được thì coi như nhà cửa yên ấm. Còn không thì mạnh ai đến sống đi. Alo, gì hay gì? Dì có biết chuyện cha muốn làm ăn ở Việt Nam không? Con, cha con có nói gì làm, cha con muốn hồi hương, muốn được ở gần con, cho nên không ép con qua bên Mỹ nữa. Cho nên dần dần cha con sẽ chuyển công việc làm ăn về đây. Vậy là phải bán tiệm bên đó. Cha con đang tiến hành làm thủ tục để bán một căn tiệm. Nếu mà công việc làm ăn bên đây thuận lợi, cha con sẽ bán căn còn lại và cả luôn nhà cửa đó con. Dì à, con muốn gì cả cha thực hiện chuyện này được không dì? Tình cờ con biết được những người định làm ăn chung với cha là những người không tốt. Con sợ họ sẽ gạt cha thôi. Vậy thì con nói cho cha biết đi. Con đã nói rồi, nhưng mà cha không tin, lại còn la con nữa. Cho nên con mới nghĩ tới gì. Nhưng mà dì đừng có nên nói thẳng với cha, cha sẽ không tin gì đâu. Bây giờ con với dì muốn giúp cha thì phải làm chậm lại chuyện bán tiệm, rồi sau đó thu thập thêm nhiều chứng cứ để chứng minh những người kia là không tốt với cha. Được rồi, dì sẽ làm theo ý con. Ông về rồi đó hả? Tôi nấu cơm rồi, ông đi chợ chi nữa vậy? Bữa nay tôi nấu món tủ để đại gái tôi, phong cải xào thịt bò. Vậy là tối nay cái món của tôi nó bị ế rồi. Bà yên tâm đi, con gái nó ăn đủ món của tôi lẫn món của bà mà. Tôi nói là nói như vậy thôi, chứ tôi sao cũng được, miễn sao là con gái nó vui là được rồi. Ở con đâu rồi bà? Nó đi với cháu Huy, đem bó sách cho mấy đứa nhỏ nhà chú giáo á. Vậy à? À, ông nè, cái cháu Huy đó đó. Bà yên tâm đi, thằng Huy nó hiền lắm. Với lại, hai đứa nó mới tình cảm tụi học trò trong sáng lắm. Tôi với bà khỏi bận tâm. Hiếm có người cha nào để ý tỉ mỉ đến chuyện của con gái. Ông là người cha điểm 10 đó. Chỉ có đứa con gái à, không để ý tới nó, thì để ý tới ai bây giờ? Thôi, để tôi xuống dưới bếp, tôi nấu để con vừa về kiểm tra. Yeah. Ông giáo đi đâu rồi ta? Quy có số của ông không? Gọi thử coi chừng nào ông về. Mình ngồi đợi, rồi khiên luôn thùng còn lại qua. Ông không nghe máy rồi. Vậy Quy có bận gì không? Hay là mình ngồi đây chờ luôn nha. Ừ, cũng được. Nghe nói hôm bữa Ân cũng mới mang sách cho mấy bé bệnh nhi à? Vậy mà hôm nay mang thêm hai thùng sách to nữa. Ân tính cho hết sách đấy à? Thì để ở nhà chỉ có mỗi mình Ân đọc được thôi. Còn mang qua đây
ông giáo có thể làm thành một cái thư viện nhỏ, nhiều người có thể đọc được. Cười là gì, Thiên Ân ngày xưa với bây giờ khác nhau quá phải không? Chuyện gì cũng thay đổi, nhưng mà có một điều không thay đổi, đó là Thiên Ân vẫn thông minh như xưa. Cái gì chứ, khen là không có từ chối đâu nha. Để nghe điện thoại chút. Huy nghe đây Giang. Ừ, Huy nhớ rồi. Có gì lát nữa Huy sẽ đón Giang ha. Ừ, bye. Nếu Huy có công chuyện á thì cứ đi trước đi. Đến 6 giờ tối Huy mới phải đi thôi. Hai người cũng là một cặp đẹp đôi đó. Ai? Huy và Giang. Tại sao ai cũng gắn ghép Huy và Giang vậy nhỉ? Huy và Giang chỉ là bạn thôi. Tất cả đều bắt đầu bằng tình bạn. Anh nói sao cơ? À, không có gì. Ngày mai Huy có thể giúp Ân thêm một chuyện nữa được không? Chuyện gì?